Thưa quý vị và các bạn, mời quý vị và các bạn theo dõi bản tin truyền hình của Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện Đà Tẻ. Chương trình hôm nay có các nội dung sau đây. Cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng khu dân cư văn hóa kiểu mẫu, phản ánh tại thôn 7 xã Đào Kho và tại xã Triều Hải, chào đón ngày đại đoàn kết dân tộc năm 2019. Hội người khuyết tật huyện Đà Tẻ kỷ niệm 7 năm thành lập phóng sự, giao lưu văn nghệ thể thao các huyện trong cụm thi đua số 3 tại huyện Bảo Lâm. Bây giờ, mời quý vị và các bạn theo dõi nội dung chi tiết. Tại thôn 7 xã Đà Kho, ngay trong buổi sáng ngày 14 tháng 11, cán bộ và nhân dân thôn 7 đã tiến hành phát quang cây cỏ dại ven tuyến đường chính trên địa bàn khu dân cư, thu gom cây cành khô rác thải khu vực nhà văn hóa của thôn và trên dọc tuyến đường trình trang hàng rào, treo cờ và trang trí để chuẩn bị cho ngày hội đại đoàn kết năm 2019. Là địa bàn cửa ngõ của xã Đào Kho và huyện Đà Tẻ, dân cư sống ven trục đường tỉnh lộ 721, thôn 7 có 76 hộ. Bà con chủ yếu sống bằng nghề nông như trồng các loại cây lương thực, rau màu, cây công nghiệp, chăn nuôi nhỏ lẻ và làm nghề thủ công. Trong những năm gần đây, được sự quan tâm của nhà nước, cơ sở hạ tầng đường giao thông điện lưới quốc gia được đầu tư tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân sản xuất và sinh hoạt. Do vậy, thu nhập vào đời sống sinh hoạt của hộ gia đình trong thôn không ngừng được cải thiện. Hiện toàn thôn chỉ còn hai hộ nghèo. Cùng với việc tập trung phát triển kinh tế, khai thác tiềm năng thế mạnh về đất đai, đường giao thông đi lại, bà con trong thôn luôn quan tâm đến công tác vệ sinh môi trường, tạo cảnh quan xanh sạch đẹp từ gia đình đến khu dân cư. Như thường xuyên tổ chức ra quân làm vệ sinh môi trường thu gom bao bì thuốc bảo vệ thực vật tại các khu vực sản xuất, phát quang cây cỏ dại trên các tuyến đường. Được biết, công tác vệ sinh môi trường trên địa bàn của thôn đã được bà con nhân dân thống nhất đưa vào quy ước thi đua tiêu chí xét gia đình, khu dân cư văn hóa hàng năm. Đây cũng là giải pháp nhằm nâng cao ý thức trách nhiệm của mỗi cá nhân, hộ gia đình trong công tác bảo vệ môi trường, xây dựng cảnh quan ở khu dân cư theo tiêu chí xây dựng nông thôn mới tại địa phương. Đặc biệt trong những dịp lễ Tết truyền thống, cán bộ và nhân dân trong thôn đã duy trì hoạt động làm vệ sinh môi trường với sự hưởng ứng tham gia của đông đảo người dân trên địa bàn, góp phần tạo cảnh quan khu dân cư nông thôn xanh, sạch và văn minh, tạo không khí phấn khởi của người dân trước sự kiện chính trị xã hội của đất nước và địa phương. Do vậy, qua bình xét hàng năm, số hộ được công nhận gia đình văn hóa luôn đạt trên 90%. Riêng năm 2019 này, thôn 7 có 100% hộ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa, thôn được công nhận đạt khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. tại xã Triều Hải. Ngay từ đầu năm 2019, Đảng ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triều Hải đã chủ động xây dựng và triển khai thực hiện cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng mô hình khu dân cư kiểu mẫu với những mục tiêu giải pháp và việc làm cụ thể. Theo đó, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể của xã đã tích cực tổ chức đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phát động các phong trào thi đua trong lao động sản xuất, kinh doanh để nâng cao thu nhập, trong đó tập trung vào chương trình chuyển đổi cơ cấu cây trồng vật nuôi theo hướng năng suất, chất lượng và hiệu quả. Trên cơ sở đó, vận động khuyến khích bà con nông dân nhân rộng các mô hình sản xuất hiệu quả trên địa bàn của xã, vận động cán bộ và nhân dân nỗ lực khắc phục khó khăn, hạn chế để hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế sội hội của xã năm 2019, gắn với nâng cao chất lượng các tiêu chí nông thôn mới đã đạt được, làm cơ sở vững chắc để xây dựng nhân rộng các mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu. Hiện nay hầu hết bà con nhân dân ở 8 trên 8 thôn của xã luôn chủ động triển khai chuyển đổi cơ cấu cây trồng, mạnh dạn đầu tư các mô hình sản xuất chăn nuôi để nâng cao thu nhập. Theo đánh giá của lãnh đạo Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Triều Hải, trong năm 2019, được sự quan tâm chỉ đạo sát sao của Đảng ủy, sự phối hợp và hỗ trợ tích cực từ chính quyền và các đoàn thể, đặc biệt sự đồng thuận, hưởng ứng nhiệt tình của đông đảo người dân, của vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới đô thị văn minh gắn với phong trào xây dựng mô hình khu dân cư văn hóa kiểu mẫu trên địa bàn của xã đã đạt được những kết quả nhất định. Theo khảo sát đánh giá thì đã có 4 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư văn hóa kiểu mẫu gồm các thôn 1B, 3A, 4A và thôn 5 trên tổng số 5 thôn đăng ký từ đầu năm. Trong đó có 2 thôn được đề xuất tỉnh xem xét công nhận khu dân cư văn hóa kiểu mẫu cấp tỉnh năm 2019. Riêng hai thôn 1B và 3A được công nhận lại. Toàn xã có 3 khu dân cư đạt tiêu chuẩn khu dân cư tiên tiến và ước có trên 95% số hộ gia đình đạt tiêu chuẩn gia đình văn hóa đây sẽ là nền tảng quan trọng, sự khích lệ to lớn để cán bộ và nhân dân xã Châu Hải tiếp tục nỗ lực phân đấu hoàn thành xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu trong những năm tới đây. Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 7 năm ngày thành lập, sáng ngày 12 tháng 11 năm 2019, Hội người khuyết tật huyện Đà Tẻ đã tổ chức lễ kỷ niệm ngày thành lập hội và đánh giá kết quả hoạt động năm 2019. Hội người khuyết tật huyện Đà Tẻ được thành lập từ năm 2012. Đến nay, sau 7 năm hoạt động khá tốt, có hiệu quả, hiện hội có 360 hội viên, ban chấp hành gồm 20 người, đã thành lập được 11 chi hội ở các xã và thị trấn trong huyện. Hội luôn thực hiện phương châm, đoàn kết, dân chủ, công khai, minh bạch, phát huy nội lực là chính, không trông chờ ỷ lại trước khi kêu gọi và đề nghị sự giúp đỡ từ bên ngoài. Công tác chăm lo cho hội viên được hội chú trọng. Đầu năm 2019, đã tổ chức cho 70 hội viên tham gia chương trình Xuân yêu thương được tổ chức tại huyện Bảo Lâm. Cử 5 ủy viên ban chấp hành hội tham gia lớp tập huấn kỹ năng lãnh đạo và kỹ năng sinh hoạt tại Đà Lạt. Tham gia cuộc thi tiếng hát giai điệu trái tim cho người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng trong tháng 7 2019. Phối hợp cùng hội người khuyết tật tỉnh Lâm Đồng tổ chức đêm văn nghệ để quyên góp giúp đỡ anh Nguyễn Văn Thông xã Mỹ Đức 20 triệu đồng để chữa bệnh. Hội đã giúp đỡ chia sẻ 9 trường hợp tham gia quỹ tương trợ của hội và 20 trường hợp bệnh nặng phải nhập viện với số tiền gần 20 triệu đồng. Phối hợp cùng với Hội Bảo trợ Người Tàn Tật và Trẻ Mối Côi tỉnh Lâm Đồng, tổ chức đo khám dạng tật cho hơn 50 người khuyết tật có nhu cầu về xe lăn, xe lắc trong sinh hoạt tại địa phương. Các chi hội trưởng thường xuyên khảo sát, nắm chắc các gia đình hội viên và người khuyết tật đặc biệt khó khăn trong cuộc sống, ốm đau đột xuất, nhu cầu trợ giúp về xe lăn, xe lắc, phục hồi chức năng để làm căn cứ hỗ trợ, vận động nguồn tài trợ giúp đỡ cho các trường hợp này một cách kịp thời, đúng đối tượng. Tiếp tục xây dựng quỹ tương trợ do hội viên tự nguyện đóng góp để giúp nhau khi hoạn nạn khó khăn với phương châm mọi người vì một người, một người vì mọi người. Nhằm động viên người khuyết tật trên địa bàn của huyện, Bảo hiểm Hanwha Life Việt Nam chi nhánh thành phố Bà Lộc và nhóm thiện nguyện hiểu và thương, mỗi tổ chức đã trao tặng 100 phần quà cho hội viên người khuyết tật trong huyện. Cũng nhân dịp này, Chủ tịch Ủy ừ ban nhân dân huyện Đà Tẻ đã tặng giấy khen cho một tập thể và 10 cá nhân có thành tích trong xây dựng hội người khuyết tật huyện Đà Tẻ giai đoạn 2012-2019. Thưa quý vị và các bạn, nằm trong chương trình hoạt động của cụm thi đua số 3 ngày 8 tháng 11 năm 2019 tại huyện Bảo Lâm đã diễn ra các hoạt động giao lưu văn nghệ thể thao giữa các huyện trong cụm thi đua gồm huyện Bảo Lâm, Đà Tẻ, Đà Hoai và Cát Tiên. Tham dự giao lưu có các vị lãnh đạo huyện ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân, ủy ban mặt trận tổ quốc Việt Nam, lãnh đạo các phòng ban chức năng liên quan, đông đảo cán bộ, viên chức văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân, phòng Nội vụ, phòng Văn hóa Thông tin, Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao, cùng gần 200 vận động viên, diễn viên của bốn huyện trong cụm thi đua số 3. Về phía huyện Đà Tẻ, đồng chí Tống Giang Nam, ủy viên ban thường vụ huyện ủy, phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện, lãnh đạo văn phòng hội đồng nhân dân và ủy ban nhân dân huyện phòng nội vụ, phòng văn hóa thông tin, trung tâm văn hóa thông tin và thể thao dẫn đầu cùng hơn 50 cán bộ viên chức, vận động viên, diễn viên của huyện tham dự đợt giao lưu này. Trong không khí phấn khởi trước những kết quả khả quan về kinh tế xã hội của các địa phương trong cụm thi đua số 3, các hoạt động thể thao văn nghệ đã được diễn ra sôi nổi hấp dẫn trước sự cổ vũ nhiệt tình của đông đảo người xem như các cuộc thi đấu bóng truyền gia nam, bóng truyền gia nữ và biểu diễn các tiết mục văn nghệ đặc sắc ấn tượng được các địa phương chuẩn bị khá chu đáo. Với tinh thần thể thao trong sáng nhưng không kém phần gây cấn và quyết liệt, các trận thi đấu bóng truyền của cả nam và nữ giữa các cặp đấu được diễn ra hấp dẫn trong suốt thời gian thi đấu. Kết quả đội bóng truyền nam huyện Cát Tiên giành giải nhất, đội bóng truyền nam huyện Đà Tẻ giành giải nhì, đội bóng truyền xa nữ huyện Bảo Lâm giành giải nhất và giải nhì được trao cho đội bóng truyền xa nữ huyện Đà Tẻ. Trong chương trình giao lưu văn nghệ, bằng những lời ca, tiếng hát và điệu múa, ca ngợi đảng, bác hồ, không khí sôi nổi tới các phong trào thi đua yêu nước, chung sức xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh tại địa phương. Các diễn viên không chuyên của cả bốn huyện trong cụm thi đua đã để lại nhiều ấn tượng sâu sắc trong lòng người xem, cả về nội dung, ý nghĩa tuyên truyền đến tiềm năng, lòng đam mê văn hóa, văn nghệ của cán bộ và nhân dân địa phương trong suốt 12 tiết mục ca múa hát được chọn lọc. Giới thiệu các địa phương trong cụm thi đua tại buổi giao lưu, huyện Đà Tẻ có 3 tiết mục múa hát đặc sắc ca ngợi Đảng, Bác Hồ học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách hồ chí minh trong đó được ban giám khảo trao một giải a một giải b và một giải c nhằm ghi nhận động viên tôn vinh và khích lệ tinh thần tập luyện thể thao phong trào văn hóa văn nghệ của các địa phương trong cụm thi đua ban tổ chức giao lưu đã trao giải thưởng cho các đội đạt giải trong thi đấu thể thao và biểu diễn văn nghệ